Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, ở Nhật Bản có một số nhà hàng kỳ lạ. Họ không nổi bật về thực đơn hay là phong cách bài trí, mà thu hút bởi một món ăn khác biệt, món tát. Tức là ngoài thực đơn thông thường như là bao quán hàng khác, thì khách hàng sẽ phải trả thêm tiền để được các nữ nhân viên của nhà hàng tát vào mặt. Đó là nhà hàng ăn tối Shachihoko ở tỉnh Nagoya, khai trương năm 2012, vốn phải đối mặt với nguy cơ bị đóng cửa do làm ăn thua lỗ, nhưng đã hồi sinh từ khi cung cấp thêm dịch vụ tát khách hàng. Ngoài ra, còn có quán bar Yoteba với các chi nhánh ở Akihabara, Tokyo, Funabashi, Chiba, v.v. Ban đầu ở nhà hàng Shachihoko chỉ có một nhân viên nhận nhiệm vụ này, nhưng vì khách hàng ùn ùn kéo tới, nên nhà hàng này đã phải thuê thêm nhiều nữ nhân viên trẻ để tát vào mặt khách. Giá của mỗi cú tát là khoảng 100 yên, tương đương với khoảng 16.000 Việt Nam đồng. Nếu khách muốn chỉ định người tát thì trả thêm 500 yên, còn nếu muốn dùng combo tát bôm bốp đến mức đỏ ửng mặt hoặc được nhiều nhân viên tát cùng lúc thì xin mời trả 300 yên, sẽ được tát cho đến nơi đến chốn. Món tát khiến nhà hàng ăn nên làm ra, lịch đặt bàn ngày càng tăng. Nhưng cuối tháng 11 năm 2023, chủ nhà hàng đã quyết định tạm dừng cung cấp món này do vấp phải nhiều tranh cãi. Trong thông báo trên mạng xã hội X, nhà hàng kêu gọi khách hàng nên đến Shachihoko dùng bữa thay vì ăn tát. Tuy nhiên thì dịch vụ này vẫn thu sự quan tâm của nhiều người. Nhật Bản vốn là một xứ sở kỳ lạ không giống bất cứ đâu. Nhưng câu chuyện thú vị này nên được lý giải thế nào đây? Chúng ta không khẳng định nhưng có thể phỏng đoán một cách có căn cứ. Và trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về câu chuyện này. Người Nhật tránh tiếp xúc thân thể và hệ quả là nhu cầu va chạm vật lý. Những hình ảnh trên video cho thấy các khách hàng không tức giận mà tỏ ra phấn khích khi được tát. Họ liên tục nói cảm ơn các nhân viên đã tát mạnh dù có người bị tát ngã văng ra khỏi ghế. Một khách hàng đã chia sẻ rằng anh ta có cảm giác bình yên, thoải mái sau khi bị tát. Một người quan sát có thể sẽ thốt lên rằng: ôi trời, hóa ra vợ mình lâu nay vẫn làm ơn cho mình bằng cái tát miễn phí, thế mà mình lại oán trách. Tất nhiên thì đây chỉ là lời nói đùa mà thôi. Nhưng có đôi khi những tiếp xúc vật lý lại là cần thiết, vì rằng bị bỏ lơ còn đáng ngại hơn đấy chứ. Nếu không thì sao có câu nói là về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Ngoại giới đều biết một hiện tượng, đó là người Nhật rất tránh tiếp xúc vật lý. Chẳng hạn như cái ôm hay khoác vai, vỗ vai và nói chung là đụng chạm cơ thể bị coi là vi phạm không gian cá nhân trong văn hóa Nhật Bản. Thậm chí ở Nhật Bản, những người thân thuộc nhau cũng ít tiếp xúc vật lý hơn so với trong các nền văn hóa khác. Và không chỉ người Nhật, trong thế giới ảo ngày nay, con người thường không tiếp xúc trực tiếp mà giao tiếp qua mạng Internet là nhiều. Liệu một cái emotion icon có thể thay thế một tiếng cười của người đối diện, hay những dòng chat có thể thay thế những kết nối vật lý được không? Con người là một sinh vật có nhiều nhu cầu tình cảm và có đời sống xã hội cao. Vì vậy, những va chạm có chừng mực nhưng gần gũi ấm áp của những người thân quen vẫn là cần thiết. Chẳng hạn như là một cái vỗ vai thân ái để động viên, một cái ôm chân thành để chia sẻ vui buồn, hay một bàn tay xoa nhẹ lên đầu để an ủi, v.v. Đời sống hiện đại nhiều máy móc lạnh lùng, khiến con người càng thêm khát khao những tiếp xúc trực tiếp. Việc luôn giữ khoảng cách và không va chạm cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy cô đơn và bị lạnh nhạt. Bởi vậy, đối với một số người, thà bị ăn tát còn hơn. Người Nhật hồi tưởng về một quá khứ không xa lắm. Một góc nhìn khác cho rằng, tát vào mặt là một hình phạt rất phổ biến ở các trường đại học tại Nhật Bản cho đến những năm 90 của thế kỷ trước. Đặc biệt là vào những năm 70 và 80, nếu bạn học tại một trường học ở Nhật Bản, bạn sẽ chứng kiến một số bạn cùng lớp bị giáo viên đánh vì làm điều gì đó rất tệ. Nhiều bộ phim truyền hình nói về cuộc sống học đường ở Nhật Bản trong thời đại đó đã không thể phát sóng, vì cơ bản là có nhiều cảnh trừng phạt về thể xác trong đó. Thế còn bạn học thì sao? Chien hay Seiko mỏ nhọn bắt nạt Nobita đâu phải chỉ ở trong tranh truyện, mà là một hiện tượng thực tế về bạo lực học đường, được người Nhật đặt cho cái tên Ijime. Việc ăn món tát tại nhà hàng phải chăng có thể khiến nhiều người trưởng thành hồi tưởng lại những ký ức học đường? Có thể cũng là một loại nhu cầu tinh thần khác. Chẳng thế mà một nhà hàng ở Tokyo bố trí không gian giống lớp học tiểu học với nhân viên phục vụ hóa trang thành giáo viên. Khi trường xưa bạn cũ đã xa rồi, được hồi tưởng lại thời còn được dạy dỗ nghiêm khắc, có lẽ cũng là một trải nghiệm nhiều người muốn thử.
Tát vào đầu là một kiểu hài kịch theo truyền thống của Nhật Bản. Manjai là một phong cách hài kịch truyền thống trong văn hóa Nhật Bản. Manjai thường có sự tham gia của hai người biểu diễn gọi là Manjai-si, một người đàn ông thẳng thắn, Tsukomi, và một người đàn ông hài hước, Boke, trao đổi những câu chuyện cười với tốc độ cao. Hầu hết các câu chuyện cười đều xoay quanh sự hiểu lầm lẫn nhau, nói nước đôi, chơi chữ và những trò đùa bằng lời nói khác. Boke thường là người đàn ông đầu óc rỗng tuếch hoặc là bị lão suy. Điều này được phản ánh trong xu hướng hiểu sai và hay quên của Boke. Vì thế, Tsukomi thường mắng Boke và đánh vào đầu anh ta bằng một cú tát nhanh. Manjai có nguồn gốc từ thời kỳ Heian ở Nhật Bản, cách đây hơn 1.000 năm, và phong cách Manjai này ngày nay vẫn còn được sử dụng trong những bộ phim hài của Nhật Bản, dù không rõ rệt. Vì vậy, có thể thực khách và nữ tiếp viên cũng đang thực hiện một màn Manjai ở nhà hàng. Cuộc sống nhiều áp lực khiến người Nhật có nhu cầu được xả stress. Có lẽ nhiều người đã nghe nói đến dịch vụ căn phòng thịnh nộ. Bạn đến đó trả tiền và có thể thoải mái đập phá bất kỳ đồ đạc nào trong phòng để mà xả stress. Mô hình này đã xuất hiện phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nó cũng xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2017. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng căn phòng thịnh nộ đầu tiên trên thế giới xuất hiện ở Nhật Bản vào năm 2008, hoặc thậm chí là sớm hơn nữa. Và trong khi thế giới thi nhau sao chép lại mô hình căn phòng thịnh nộ của Nhật Bản, thì ở nước Nhật nó đã cũ rồi, và người Nhật vẫn không ngừng khám phá thêm những hình thức xả stress mới, chẳng hạn như là căn phòng khóc than, do quan niệm rằng khóc còn xả stress hiệu quả hơn cả cười và ngủ. Một người đàn ông Nhật Bản tên là Hidefumi Yoshida chia sẻ, nếu khóc mỗi tuần một lần, cuộc đời bạn sẽ không còn stress nữa. Vì lý do này, ngày càng nhiều trường học và công ty Nhật Bản khuyến khích người dân khóc. Hidefumi Yoshida, được mệnh danh là thầy giáo nước mắt, đã dành 5 năm rưỡi đi khắp nước Nhật để tuyên truyền về lợi ích của việc khóc. Chẳng qua là thiếu cái gì thì người ta cầu cái ấy. Người Nhật từ nhỏ được dạy rằng không nên tùy tiện biểu lộ cảm xúc mà phải giấu giếm ở trong lòng. Thế cũng tốt, nhưng quá đi lại mất hay. Đếm không hết những dịch vụ lạ lùng mà người Nhật áp dụng để giải tỏa căng thẳng. Căng thẳng tâm lý là vấn đề gây nhức nhối trong xã hội Nhật Bản từ lâu và là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng tự tử nhiều bất thường diễn ra trong nhiều năm. Như quả bóng đã bị bơm căng, người Nhật Bản có xu hướng muốn tìm đến những dịch vụ xả stress để tháo van tâm lý. Các nhà hàng như là Sachihoko có thể cũng là một dạng như vậy. Sự căng thẳng tâm lý của người Nhật Bản có phần trách nhiệm rất lớn từ sự e ngại biểu đạt thái độ hay chính kiến cá nhân và lo sợ bị tách biệt khỏi cộng đồng là một nét văn hóa đặc thù của quốc gia này. Văn hóa tránh va chạm trực diện của người Nhật có thể gây bức bối. Thưa quý vị, người Nhật là một dân tộc chú trọng lễ nghi, phép lịch sự và họ không có lối biểu lộ thẳng thắn trực tiếp như người phương Tây. Mặt khác, đối với người Nhật, nhóm là quan trọng hơn cá nhân và việc được cộng đồng đánh giá ra sao là cực kỳ quan trọng. Vậy nên mỗi cá nhân dù muốn hay không cũng không thể tùy tiện bày tỏ thái độ hay là chính kiến của mình. Dù là trong ứng xử hay trong trang phục ở môi trường công việc, người Nhật không muốn và không dám tạo ra sự khác biệt hay nổi bật. Họ đôi khi khá bế tắc trong việc xử lý bất đồng, và họ, thay vì trực tiếp nói với nhau rằng tôi không đồng tình với ý kiến, lời nói hay hành động của anh, thì họ nhờ đến một người trung gian để giúp họ làm việc đó. Chẳng hạn, nếu như ông A bất đồng với ông B hàng xóm về việc gì đó, ông A sẽ gặp ông C, hàng xóm của cả ông A và ông B, người có thể hiểu cả hai bên để trình bày. Sau đó thì ông C sẽ gặp ông B nói chuyện để tìm cách giải quyết, và đại loại là thế. Ở trong môi trường công việc, người Nhật được coi là người nghiện việc, từ đó dẫn đến một khái niệm làm việc đến chết hay là karoshi. Chẳng phải vì ai ai cũng thấy công việc thú vị đến mức có thể thay thế hết thảy các hoạt động sống khác, mà bởi vì nhóm là quan trọng hơn cá nhân và đánh giá của cộng đồng là điều gì đó sống còn. Dẫu hết giờ làm rồi, nhưng đã có ai dừng lại và đi về nhà đâu, mình không nên đơn độc làm thế. Nếu làm vậy, có thể bị xem là không chăm chỉ mẫn cán, thế là khác biệt và sẽ bị đánh giá thấp, sẽ cản trở cơ hội thăng tiến. Vậy nên, hãy nhìn chung quanh mà làm việc. Và hàng năm, có báo cáo chính thức rằng chừng hơn 54 người làm việc đến chết, song con số thực tế được những người trong cuộc nói rằng còn cao hơn nhiều. Mới đây, chính phủ Nhật muốn cải thiện bằng chính sách tuần làm việc 4 ngày để người lao động còn có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình. Người trẻ thì tìm hiểu, yêu đương và sinh sản vì dân số Nhật đang già hóa nhanh chóng. Nhưng cũng chưa có nhiều công ty hưởng ứng chính sách này. Có thể thấy, ban hành chính sách thì dễ hơn là thay đổi văn hóa. Không có nhiều người dám đi ngược lại tập quán này hay bày tỏ sự phản đối trực tiếp với văn hóa làm việc đến chết. Nghĩa là cả đời làm một công ty và làm việc đến kiệt quệ. Cho nên trong nhiều trường hợp,
Khi muốn thôi việc, người lao động Nhật lại phải tìm đến trung gian là các công ty hỗ trợ thôi việc. Các công ty này sẽ thay mặt họ đàm phán với công ty người lao động đang làm việc, giới thiệu luật sư nếu phát sinh tranh chấp pháp lý hoặc giúp giải quyết những rắc rối khác. Điều này cũng chẳng khác gì mấy cung cách người hàng xóm Nhật giúp xử lý mâu thuẫn mà chúng ta vừa đề cập. Vậy những căng thẳng dồn nén khi không thể biểu lộ trực tiếp thì làm thế nào để giải quyết? Thì có thể đi đập đồ trong căn phòng thịnh nộ cho hả bớt, hoặc học tập thầy giáo nước mắt Hidefumi Yoshida để khóc đi cho thỏa dỗi hờn. Hoặc đi ăn tát cũng là một cơ hội để phản ứng trực diện, thoát ly một thực tại quá đỗi lòng vòng. Người tát cũng thích mà người được tát vẫn sướng. Còn có lý do nào khác cho món tát nữa hay không? Chắc hẳn là vẫn còn. Song chương trình chỉ xin đưa ra một vài phỏng đoán như vậy. Phần còn lại xin dành cho quý khán thính giả. Chọn hỉ nộ ái ố hay học cách cân bằng trong công việc và cuộc sống? Thưa quý vị, sự vươn lên của Nhật Bản sau đống đổ nát của Thế chiến II được ca ngợi là sự thần kỳ Nhật Bản. Trong đó không thể thiếu vai trò của văn hóa làm việc quên mình. Song ở đời, cái gì thái quá cũng không tốt. Có tốt cũng chỉ trong ngắn hạn, càng kéo dài càng bất lợi. Có thể nói những dịch vụ kỳ lạ ở Nhật Bản, và nay không chỉ ở Nhật Bản, rõ ràng phản ánh tâm bệnh của con người thời hiện đại. Người ta mắc bệnh vì tâm lý cực đoan, và chữa bệnh cũng bằng những cực đoan tâm lý. Cứ luôn luôn kịch liệt về một phía này, rồi lại kịch liệt về phía đối diện, thì đời sống tâm lý mãi như con bập bênh liên tục lên xuống ở hai đầu. Hạnh phúc khó tìm, người giàu cũng khóc. Giàu có nhưng căng thẳng, cô đơn, trầm cảm, và kéo theo một loạt những hệ lụy xã hội thì làm thế nào để tiếp tục giàu có và thịnh vượng đây? Nước Nhật đang than rằng thanh niên không chịu lập gia đình và sinh nở, người Nhật ngày càng già đi thì lấy ai làm việc? Nhưng làm sao để hóa giải văn hóa làm việc đến chết? Và làm thế nào để con người vừa có lễ độ lại có thể sống thật và cởi mở hơn? Người Đức ở châu Âu vốn có nhiều tương đồng với người Nhật về hoàn cảnh sau Thế chiến II và về tinh thần cống hiến cho công việc, nhờ vậy đã đạt đến sự thịnh vượng. Nhưng mà người Đức ngày nay một mặt làm việc tập trung hiệu quả, mặt khác thì lại nghỉ ngơi và dành thời gian cho cuộc sống riêng nhiều hơn. Do vậy họ ít bị stress hơn người Nhật. Người Thụy Sĩ lại càng biết cân bằng cuộc sống và công việc. Hết giờ làm, họ bơi về nhà, họ tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống bình dị và cân bằng. Còn khóc lớn, cười to, tát bùm bốp vào mặt, đập đồ vật choang choang, dẫu sao cũng chỉ là biện pháp chữa cháy tạm thời mà thôi. Nhật Bản là một đất nước văn minh và có nhiều điều tốt đẹp đáng học hỏi. Họ đã đi trước nhiều nước trên thế giới. Song câu chuyện này cũng đáng để những nước đi sau suy ngẫm, rút kinh nghiệm để gạn đục khơi trong và tìm thấy cách làm phù hợp nhất. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin mời quý vị để lại bình luận và quan điểm cá nhân của mình ở phần dưới. Tất cả mọi ý kiến đều sẽ được tôn trọng. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại!